By the beginning of 1975, the Vietnam War had gone on for 20 years. Despite the Paris Peace Accord, which was signed by all parties in January 1973, the fighting continued. Direct U.S. military involvement ended on 15 August 1973 as a result of case judge amendment passed by the U.S. Congress. By the end of October 1974, the North Vietnamese government had decided that the war had reached its final stage and started a series of increasingly large-scale and ambitious offensive operations named 1975 Spring Offensive. It was divided into three continuous attacks: Central Highlands Campaign from 4th to 24th of March, Hue Da Nang Campaign 21st to 29th of March, and Ho Chi Minh Campaign 26th to 30th of April. The success of this operation led to the final attack on Saigon. On April 30, 1975, North Vietnamese tanks number 843 rolled across the gates of the Presidential Palace ground of the then South Vietnam in Saigon. Bui Quang That was then a 29-year-old lieutenant captain, jumped out of the tank and pulled out the liberation flag. He went up to the top of the palace and flew it. At 11:30 a.m. local time, the Viet Cong flag had raised above it, signaling the end of the Vietnam War. But there are more of the story than what was officially recorded. Để nói thế này, tức là chiến công này là chiến công chung của lực lượng quân đội và của sư đoàn 34 của quân đoàn 2. Đấy. Cũng như lần đầu tiên nói đến 843, nhưng mà sau này người Pháp họ chụp, chúng tôi có hình ảnh bà ấy đang chụp ở hình ảnh của tôi, và cờ, người chạy cờ, và đến lúc mà lên dinh, lên để lên nóc dinh thì người lính của tôi là Trần Đức Tình đã dùng dao găm chặt đứt cái dây cờ, hạ cái cờ ba que xuống, và Phạm Xuân Thệ Bùi Quang Thận là đưa cái lá cờ của mình lên, nhưng mà hắn khôn, hắn còn ký vào đấy là 11:30. Thật Bùi Quang Thận. Nhưng mà không có bộ binh, xin lỗi, nếu anh xe tăng thì anh biết. Không có bộ binh làm chủ, không đi cùng xe tăng thì tôi đố xe tăng dám đi. Thế nhưng mà Bùi Quang Thận là nhận một mình. Khi đề cập đến chuyện ấy thì... Đi xe ôm ấy. Đi xe ôm. Tôi là Thiếu tá Nguyễn Trọng Hải, nguyên trưởng tiểu ban quân lực trung đoàn 9, sư đoàn 34, quân đoàn 2. Là đơn vị mà tham gia đánh căn cứ nước trong để mở đường cho binh đoàn thọc sâu của quân đoàn 2 tiến vào giải phóng miền Nam, cắm cờ thành dinh độc lập và tạo điều kiện cho đồng chí Phạm Xuân Thệ cùng với lại cán bộ chiến sĩ đi cùng để bắt Dương Văn Minh nội các chính quyền Sài Gòn ra đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Chính vì thế chúng tôi nắm được là trong quá trình chiến đấu của quân đoàn 2, đặc biệt là trung đoàn 9 có tham gia mở màn chiến dịch đó vào 15 giờ ngày 26 tháng 4. Chính vì thế chúng tôi hiểu được rằng cái chiến công này là chiến công của tập thể, của nhiều người, của nhiều đơn vị. Tôi rất mong muốn rằng thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay nên hiểu sự Bác Hồ đã dạy được. Người Việt Nam phải biết sử Việt Nam.
đây là 45 tuổi đảng, đây là thầy thuốc Việt Nam đây. Những ngày tháng mà thực tế mà không có biên nữa, con phải gửi về cho bố mẹ cháu, nên là nó lại phải bắn nó. Như thế cả một thời gian dài thì bà phải cắt máu 16 lần. Thế là có những người bà cũng từng khóc lắm với bà, mà không nên làm như thế. Nhưng mà lúc đó thì không có tiền là không có cách nào. Bây giờ ai cũng nghèo thì vay ai được. Thế đành phải bán nó đi để mà nuôi con, là gửi về cho bố mẹ cháu. Thế cứ như thế liên tục. 6 tháng trước khi mà tin chính thắng ấy, thì có một cái tin là ông bộ hy sinh. Thì lúc giờ thì bà nghe thì thầy người ta nói là ông hy sinh. Thì lúc giờ thì bà rồi như người bắt đầu tức là cầm cái gì ở tay mà mất không biết. Thì sau đó buồn bã. Bà mới về, bà mới nói chuyện với mẹ chồng bà. Thì mẹ chồng bà, con ơi con yên tâm, mẹ đi thôi, xem bà tử vi. Nó sống đến 70 tuổi cơ. Thế thì bà cũng nửa tin nửa mơ thì thôi. Thế sau đó một tuần sau thì bà nhận được một cái bức thư nhỏ mấy chữ, thì nói là sau chiến thắng của anh thì tôi đang làm ở báo Hà Nội mới. Đấy là đã làm đến rồi đấy. Cái lúc giải phóng thì đang ở đâu? Cái cảm nhận được cái tin giải phóng như thế nào? Cái lúc mà khi vừa giải phóng thì tôi ở nhà. Mà lúc giờ tôi thấy rằng tự nhiên nó nghĩa là rất là trong người nó xôn xao, nó khó tả cái cảm giác, tôi rất là vui mừng. Mình nghĩ là thôi thế bây giờ tất cả là coi như đất nước mình đã thống nhất là một, thì người dân đại khái là người Nam Bắc có thể thông thương đi lại với nhau, là vì thời đấy có những người là chiến tranh thì người ta đi vào miền Nam, ta đi bộ đội đi Nam Tiến ví dụ thế, nhưng mà là rồi cũng không ra được nữa đấy. Như tôi có ông anh rể là ông từ ở Sài Gòn ông ra đến chơi, thế xong rồi là chiến tranh ông không được quay về được nữa, thì bắt buộc ông phải ở ngoài này đấy. Thì chắc lúc bây giờ ông ấy thì lại còn muốn về trong miền Nam để ông gặp má ông ấy, rồi các em ông ấy. Nhiều hơn mình thì không có ai cả, nhưng mà mình thấy đất nước nó thống nhất rồi thì chắc là lúc bây giờ mình nghĩ mình cũng rất là vui mừng, là coi như không còn chiến tranh nữa, không có cảnh chia ly rồi chết chóc nữa, là vì không bắn nhau đánh nhau nữa thì đương nhiên nó phải như thế thôi. Thì mình rất là vui mừng, nhưng bây giờ đến bây giờ ấy, thì nói thật đến một cứ ngày 30 tháng 4 ấy, thì tôi vẫn nghĩ lại. Và tôi vẫn thấy là đúng là trong cái tim mình là nó cũng xôn xao thế nào ấy, đại khái mình khó tả lắm, và đến vẫn cảm thấy cái vui mừng của mình. Cái đời sống của mình bây giờ thì nó nói thật, nếu mà so với cái thời đấy bây giờ thì mình nó cũng là vì mình về hưu, bây giờ mình có cái đồng lương hưu của mình, là nhà nước nuôi mình ốm đau, có nhà nước, có thẻ bảo hiểm, có tất cả các thứ. Là vì mình đi làm thì cả cuộc đời mình bắt đầu học xong đi ra đi làm là làm cho nhà nước, và cũng về hưu là cũng từ nhà nước ta lại về hưu. Thế do đó là cũng không thấy trong cái cuộc sống của mình dù có khó khăn đấy, bây giờ hiện nay bây giờ là nhiều người là đi làm lại không có việc, không xin được việc, hoặc là cơ quan họ giải tán giải thể cơ quan là ông không có việc thì ông mới khó khăn. Nhưng mà vì mình đã đi làm gần 40 năm rồi, cho nó là mình thấy rất là thoải mái, chả thấy cái gì. Đấy là sự thực, nó là như thế. Chứ nếu bây giờ đấy vừa rồi tôi vừa ốm đấy, tôi đi làm bệnh viện. Nhưng mà vì là tôi là người của nhà nước, vì mình sống chết trong nhà nước, nên ở bên cạnh thì người ta cũng bảo là bà này sướng thật. Bà lại đi ốm cũng
có nhà nước, thế mà ơ đấy, thế các ông các bà làm ngoài một lúc một ngày ông vơ mấy trăm nghìn tiền lãi cơ. Tôi là nếu mà nói thì ấy cho nó rằng là cái chuyện đấy là nó bình thường, mình phải chọn con đường của mình đi thế thôi. Tôi tên là Nguyễn Hữu Tiến, hiện là phóng viên của báo Hà Nội Mới, của báo lớn của thủ đô Hà Nội. Hiện tại thì ngoài công việc của phóng viên, tôi là nhà văn và nhà nghiên cứu về Hà Nội. Tôi có những một sức bản được rất nhiều câu chuyện của tôi thường là viết về chiến tranh, viết về hậu chiến và một phần viết về cuộc sống nam trong các cái đồ sưu tập. Tôi thích nhất là cái sổ bánh mì, tức là những năm trước năm 1975, người dân sống ở Hà Nội rất là thiếu thốn. Họ trong cái suất lương thực của họ thì là đến một nửa phải là ăn bột mì, mà trong đó có cả bánh mì. Vì sao phải ăn bột mì? Tại sao phải ăn bánh mì? Thì rất đơn giản để dành cái phần gạo để cho bộ đội và chiến trường đánh nhau. Một cái đứa trẻ mới lên mà không được ăn một cái thứ lương thực rất bình thường là gạo, nó khó chịu vô cùng. Phải ăn cái thứ mà không phải là đồ ăn dành cho người châu Âu, dành cho người Việt Nam. Bánh mì không phải cái thức ăn hàng ngày của Việt Nam, cho nên anh ăn bánh mì vô cùng khó chịu. Thì chính cái sổ bánh mì mà nhà nước phát cho từng gia đình, để rồi cầm cái sổ đó hàng ngày đi ra cửa hàng lấy bao nhiêu bánh mì đó ăn, làm cái ấn tượng vô cùng khó quên. My experience in Hanoi struck me that there is a remarkable difference between the official discord and the unofficial knowledge and experience of the conflict. I began my journey looking for a more objective version of history from what I have learned from school, but I found not just one, but many story truths. How can we decide which story is truer than the others? At which exact moment
Thus, personal narrative cease to be personal and become national narrative. Within the shadow play of truth and memory, there's no innocent memory and there's no subjective account of truth. Stories are told to advance interests. History, therefore, is pretty much a struggle, a battlefield, where different and most often conflicting voices strive to be heard. The most important thing we can do is to listen and to listen well, to give voice to individual subjects whose history can be heard as part of the discord of the war. Chiều ngồi xa.